tới công chuyện với ông Dũng nữa nè mọi người. Sơ hở một cái là ông vác thùng về à. Bữa nay ông vác về tới 4 cái thùng lận. Ông thấy tôi ra cái ông cười vậy nè. Là tôi nghi nghi là tôi sợ lắm nha mấy bà. Cái mấy bà biết ông nói với tôi làm sao không? Em, chuyển khoản giùm anh nha. Cái gì vậy bà nội? Ủa alo là sao má? Bởi vậy bây giờ tôi thấy ông dình dình mà ông chở về thùng thùng là tôi sợ lắm á mấy bà. Bởi vậy tôi nói nhỏ cho mọi người nghe nha. Mọi người đừng có nói cho ổng nghe nha. Ai muốn trải nghiệm sinh sản thì hú tôi sẽ lén ổng tôi bắt tôi để ghẻ ghẻ cho mọi người mà nha. Mà ai không biết cách ấp trứng mua của tôi đi rồi tôi chỉ cho cách ấp trứng miễn phí luôn nha. Cỡ này mà về mấy bà dưỡng lại năm sau đẻ là ngon lành luôn. Dân chơi nói là làm, chỉ cách ấp trứng miễn phí nha. Không tin mua thử con về đi biết liền. Vậy hén, nhớ nha, không ai nói cho ổng nghe nha. Bye bye mọi người.